Mình sẽ dùng một cái que để cố định cái phần này lại, không thì nó sẽ không dính vào phần dây và phần lá. Giờ thì mình sẽ gắn cái thứ tư vào. Mình sẽ gắn cái cuối cùng. Như vậy là mình đã gắn xong những cái lá màu đen lên phần khung hình rồi. Bây giờ thì mình sẽ gắn những cái lá màu xanh này lên.